Củ tỏi không chỉ là một món ăn gia vị quan trọng mà nó còn là một cái phương thuốc chữa bệnh khá là hiệu quả. Vậy, ăn tỏi như thế nào là tốt nhất cho sức khỏe và ăn như thế nào để đúng cách? Mời các bạn tham khảo qua video mà kênh chia sẻ sau đây. Trước hết thì chúng ta sẽ tìm hiểu về thành phần dinh dưỡng từ tỏi nha. Không những mang lại giá trị cao trong ẩm thực với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, tỏi còn là một vị thuốc nhiều lợi ích. Theo tài liệu từ bảng thành phần thực vật của Bộ Y tế Việt Nam, thì trong 100g tỏi sẽ chứa các thành phần dinh dưỡng như sau. Nước, năng lượng, protein, lipid, glucid, canxi, mangan và kali. Tỏi rất phổ biến và hầu như luôn có mặt trong mọi gian bếp của các gia đình người Việt. Do đó, cái việc dùng tỏi để trị bệnh, tăng cường sức khỏe là phương pháp tự nhiên, đơn giản, dễ dùng và hiệu quả tốt nhất. Có một câu hỏi được đặt ra rằng ăn tỏi sống có tác dụng gì? Trong tỏi thì có rất nhiều các hoạt chất chứa lưu huỳnh. Tuy nhiên, các hoạt chất này chỉ được hoạt hóa khi mà củ tỏi được đập dập, nghiền nát hoặc là nhai và sẽ bị bất hoạt ở nhiệt độ cao. Do đó, nếu mà chúng ta sử dụng với mục đích y học thì nên ăn tỏi sống mỗi ngày chính là một cái cách hữu hiệu nhất. Nó điều trị về cảm cúm, nó có tính sát khuẩn mạnh và chứa cái chất allicin, một cái thành phần giúp đặc trị bệnh cảm cúm khá là hiệu quả, giúp long đờm, dễ thở, bớt ho và không bị nghẹt mũi. Nên khi bị cảm cúm, ăn tỏi sẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp bạn chống lại những cơn cảm lạnh thông thường. Tiếp theo thì tỏi có thể trị ho nha. Tỏi có thuộc tính ấm, khả năng khử hàn ẩm tốt. Do đó, ăn tỏi sống mỗi ngày chẳng những giúp bạn mau chóng hồi phục sức khỏe mà còn giúp giảm ho hiệu quả. Tiếp theo là tỏi lọc độc tố trong máu. Allicin chứa trong tỏi sẽ giúp cơ thể loại bỏ những chất độc hại, tăng cường các tế bào bạch cầu thêm khỏe mạnh. Đồng thời, cái allicin còn giúp loại bỏ nicotine để thanh lọc máu và làm sạch hệ hô hấp. Tỏi giúp giảm huyết áp. Khi bạn nghiền và nhai tỏi sống sẽ tiết ra một cái enzyme gọi là alinase, dẫn đến sự hình thành allicin, một cái hoạt chất có khả năng làm giảm huyết áp tương tự như các loại thuốc chuyên dùng. Sử dụng tỏi mỗi ngày chính là một trong những phương thuốc chữa bệnh huyết áp cao, huyết áp đơn giản, hiệu quả nhất. Tiếp theo thì tỏi tốt cho tim mạch. Khi mà cholesterol xấu tăng lên trong cơ thể, các chất béo lắng đọng trong mạch máu tăng lên, điều này có thể giảm lưu lượng máu và gây đột quỵ cho người bệnh, thì tỏi có khả năng làm giảm cholesterol. Nhờ vậy mà thường xuyên ăn tỏi thì rất là tốt cho tim mạch. Tỏi còn có tác dụng hạ mỡ máu, hạ huyết áp và giảm ngưng tập tiểu cầu ở người lớn, từ đó góp phần làm giảm tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch do xơ vữa như là nhồi máu não hay là nhồi máu cơ tim. Tỏi cũng có một cái đặc tính là chống đông nha, do đó nó sẽ làm giảm nguy cơ đau tim, xuất huyết não và các triệu chứng khác với những hiệu quả khá là tốt. Thì tỏi giảm stress oxy hóa. Cái stress oxy hóa là cái tình trạng các gốc tự do và chất chống oxy hóa trong cơ thể bị mất cân bằng. Stress oxy hóa gây ra nhiều bệnh lý nghiêm trọng như là tăng huyết áp, bệnh tim, thoái hóa thần kinh hay là ung thư. Ngăn ngừa cái bệnh Alzheimer. Cái bệnh Alzheimer là một cái nguyên nhân của cái chứng giảm trí nhớ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ, khiến cho người bệnh gặp trở ngại trong sinh hoạt hàng ngày. Thì cái Alzheimer ảnh hưởng đến trí nhớ này, ngôn từ này và cả tư duy nữa. Cái chất dinh dưỡng có trong tỏi thì sẽ giúp bảo vệ tế bào não, chống lại lão hóa, làm giảm cholesterol, hạ huyết áp và có thể ngăn ngừa được các bệnh thần kinh liên quan đến tuổi tác như là cái bệnh mất trí nhớ Alzheimer. Tiếp theo là tỏi sẽ làm cho chúng ta chắc khỏe xương nha. Tỏi chứa rất nhiều chất dinh dưỡng hữu ích cho hệ xương như là kẽm, mangan, vitamin B6, vitamin C
trong đó cái lượng mangan cao cùng với các enzyme về chất chống oxy hóa lại rất cần thiết cho sự hình thành xương, các mô liên kết, chuyển hóa xương và sự hấp thụ canxi. Nhờ vậy, những cái bệnh nhân về xương khớp sẽ được cải thiện và giảm đau nhức rõ rệt nếu chúng ta thường xuyên ăn tỏi sống. Đồng thời, ăn tỏi sống còn giúp tăng lượng nội tiết tố estrogen, giúp làm chậm quá trình loãng xương ở phụ nữ. Và tiếp theo, một điều đặc biệt đó là tỏi phòng chống bệnh ung thư. Trong một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn tỏi mỗi ngày sẽ giúp bạn có khả năng chống lại nhiều căn bệnh ung thư quái ác như là ung thư dạ dày này, ung thư trực tràng, ung thư vú, ung thư tiền liệt và ung thư vòm họng nhờ các chất allicin có trong tỏi. Tỏi thì có thể là điều trị mụn trứng cá nữa. Hợp chất hữu cơ allicin trong tỏi có khả năng cản trở sự hoạt động của các gốc tự do và tiêu diệt vi khuẩn. Ở cái dạng phân hủy thì allicin chuyển hóa thành acid sulfenic, tạo phản ứng nhanh với các gốc tự do, giúp phòng ngừa sẹo mụn, các bệnh ngoài da và các bệnh về dị ứng. Trị rụng tóc. Theo nghiên cứu năm 2007 trên tạp chí Da Liễu của Ấn Độ thì phát hiện một cái loại gen có chứa trong tỏi giúp điều trị hiệu quả cái bệnh rụng tóc và kích thích tóc mọc nhanh hơn. Nó còn trị run nữa nha các bạn. Tỏi là một cái vị thuốc trị run khá là đặc biệt, có tác dụng với tất cả các loại run, kể cả là run đũa hay là run kim. Và kênh xin chia sẻ cái cách chúng ta ăn tỏi sống như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất. Nhiều người cho rằng ăn càng nhiều tỏi sẽ càng tốt cho sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Tuy nhiên thì không nên ăn quá nhiều tỏi vì dễ kích thích trực tiếp, có thể gây ra là viêm đất dạ dày này, thiếu máu này, hại đến gan hay là mắt. Hơn nữa thì cái chất allicin có trong tỏi có thể gây ra cái chứng tan máu nha các bạn. Những người mà mắc bệnh tim, huyết áp cao hay là tiểu đường lại càng phải cẩn trọng khi dùng tỏi. Theo các nhà dinh dưỡng thì mỗi ngày chúng ta ăn khoảng 10 gram tỏi là tốt nhất để tỏi có thể phát huy các công dụng trị bệnh hữu hiệu. Ăn tỏi đúng cách là chúng ta băm tỏi thật nhuyễn, đặt trong không khí từ 10 đến 15 phút mới ăn hoặc mới chế biến. Vì trong tỏi không có cái allicin tự do, chỉ sau khi băm nhuyễn dưới tác dụng của enzyme thì tỏi mới phóng thích ra được cái chất allicin. Cái tỏi băm nhuyễn dù nấu chín vẫn bảo tồn được 60% cái tác dụng của dược lý nha. Và ăn tỏi như thế nào để không bị hôi miệng? Tại vì nhiều người thắc mắc là ăn tỏi nó rất là nặng mùi, nó có thể gây ra những cái mùi khó chịu trong cái khoang miệng của mình. Thì cái tác dụng bảo vệ sức khỏe của tỏi mỗi người đều biết. Trên thực tế thì nhiều người không ăn tỏi vì người ta luôn e ngại là rằng cái điều đó là cái điều hôi miệng, ảnh hưởng đến cái việc giao tiếp với người khác. Thì thật ra sau khi ăn tỏi thì bạn có thể loại bỏ cái mùi hôi khó chịu bằng cách như sau nha. Một là chúng ta sử dụng trà xanh. Chỉ cần nhai một cái lá trà xanh thôi. Nên nhai chậm cho đến khi cái nước bọt nó hóa giải lá chè, rồi chúng ta nuốt từ từ. Bạn cũng thể uống nước chè đặc hoặc là dùng cái nước trà súc miệng, giúp khử cái mùi hiệu quả sau khi mà chúng ta đã ăn tỏi nha. Hoặc là chúng ta sử dụng chanh, chúng ta ngậm một lát chanh cắt nhỏ trong miệng, hoặc vắt một ít nước cốt chanh hòa với nước và súc miệng sau khi chúng ta ăn tỏi. Hoặc là chúng ta sử dụng cần tây nha. Cần tây thì chúng ta tận dụng cái cần tây còn dư trong bếp đó để chữa hôi miệng bằng cách nhai sống 1 đến 2 cái nhánh cần tây. Và cái mùi cần tây nó sẽ át cái mùi tỏi nhanh chóng đi. Tiếp theo là chúng ta có thể sử dụng sữa bò. Một cái nghiên cứu chỉ ra rằng uống 200ml sữa bò làm giảm 50% sự có mặt của cái alimenthi, là một cái hợp chất gây ra cái mùi hôi có trong miệng sau khi chúng ta ăn tỏi. Vì thế có thể uống sữa bò sau khi ăn để chữa mùi hôi miệng. Hoặc là chúng ta dùng nước muối nha. Pha một cái muỗng cà phê muối với một ly nước, súc miệng bằng nước muối thì giúp khử cái mùi nhanh, cái mùi hôi rất là nhanh khi mà tỏi nó gây ra. Hoặc là chúng ta có thể là dùng cà phê đen không đường,
Chúng ta nhâm nhi với một ly cà phê đen không đường thì giúp giảm bớt cái mùi hôi sau khi ăn tỏi. Nếu không uống được cà phê đen thì bạn có thể dùng để súc miệng thôi, nó cũng khá là hiệu quả nha. Và baking soda, sử dụng một ít cái bột baking soda để đánh răng hoặc hòa tan với nước ấm để súc miệng thì nó sẽ đánh bay mùi hôi miệng của tỏi. Và sau đây là một số lưu ý cần tránh khi mà chúng ta ăn tỏi nha. Ăn tỏi nhiều quá thì sẽ khiến dạ dày bị kích thích trực tiếp, đồng thời chất allicin có trong tỏi sẽ gây ra chứng mà loãng máu. Do đó mỗi ngày bạn chỉ nên ăn 1 đến 2 tép tỏi, tương đương là 10 gram mà thôi nha. Cái bệnh nhân dùng các thuốc chống đông máu và thuốc chống ngưng tập tiểu cầu thì không nên dùng vì có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Tiếp theo là nên tránh các chế phẩm từ tỏi trong khoảng 1 tuần trước khi mà chúng ta phẫu thuật để giảm nguy cơ chảy máu kéo dài trong và sau khi phẫu thuật. Không nên ăn tỏi khi đói vì có thể gây ra cảm giác khó chịu như là đầy trướng bụng, buồn nôn, ỉa chảy và rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột. Không nên đắp tỏi tươi vì nó có thể gây ra cái cảm giác rát bỏng, viêm da và nổi bọng nước tại chỗ. Đối với phụ nữ khi cho con bú thì không nên sử dụng tỏi vì hoạt chất của tỏi có thể tiết qua sữa mẹ và có thể làm cho con của chúng ta, những cái trẻ sơ sinh đó, nó bị đau bụng nha. Những người mà có bệnh liên quan tới mắt, thị lực yếu thì không nên ăn nhiều tỏi vì tỏi có thể kích thích mắt, dễ gây viêm bầu mắt, viêm kết mạc mắt. Không nên ăn tỏi sống khi chúng ta bị tiêu chảy vì cái chất allicin trong tỏi sẽ kích thích thành ruột, dẫn tới phù nề, nghẽn mạch máu, gây ra những biến chứng nguy hiểm. Những người mà có tiền sử về mắc các bệnh về gan nha thì không nên ăn tỏi vì tỏi nó có cái tính nóng, vị cay, nó sẽ làm nóng gan, về lâu về dài thì nó sẽ gây tổn thương cho gan. Không ăn tỏi cùng các thực phẩm như là thịt chó, thịt gà hay là trứng cá. Trứng hay là cá chấm. Những người mà thể trạng suy yếu thì không nên ăn tỏi nhiều vì ăn nhiều nó sẽ làm tiêu tan khí huyết, loãng khí, hao máu, sinh đờm và phát nhiệt.